Trong ngày thi đấu đầu tiên nội dung đối kháng tại giải vô địch Taekwondo châu Á 2018, nữ võ sĩ Việt Nam Trương Thị Kim Tuyền đã thi đấu xuất sắc để giành tấm huy chương vàng quý giá sau 6 năm chờ đợi. Trên đường đến chung kết, Kim Tuyền đã lần lượt đánh bại Lian Beijing của Malaysia ở tứ kết với điểm số cách biệt 23-4. Trận đấu hấp dẫn và khó khăn nhất của Kim Tuyền là trước đối thủ Manobova Madinabunu của Uzbekistan tại bán kết. Theo đó, Madinabunu liên tục dẫn điểm Kim Tuyền ở hiệp thi đấu đầu tiên. Đối thủ di chuyển linh hoạt và giữ cự ly hợp lý khiến Kim Tuyền gặp khó khăn trong việc tìm cách tiếp cận. Nhận được sự chỉ đạo của huấn luyện viên, Kim Tuyền thi đấu đầy bản lĩnh ở hiệp thi đấu thứ hai để cố gắng cân bằng điểm số. Tuy nhiên, Madinabunu cũng biết cách đáp trả bằng các đòn chân linh hoạt khiến nữ võ sĩ chủ nhà nhiều lần dính đòn. Chỉ khi bước sang hiệp đấu quyết định, kinh nghiệm và bản lĩnh thép mới giúp Kim Tuyền loại ngược dòng nghẹt thở và giành chiến thắng với điểm số xích sao 12-11, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết. Nữ võ sĩ quê Vĩnh Long được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để mang về tấm huy chương vàng đối kháng đầu tiên cho Việt Nam ở giải năm nay. Đáp lại những chờ đợi của ban huấn luyện và người hâm mộ, Kim Tuyền đã thi đấu thành công và giành chiến thắng thuyết phục. Do đã từng gặp nhau tại bán kết tại giải vô địch thế giới năm 2017 nên hai võ sĩ quá hiểu nhau. Vì thế, hiệp đấu đầu tiên không có nhiều pha ra đòn và kết thúc với điểm số 0-0. Sự căng thẳng và kịch tính được đẩy lên ở hiệp 2. Kim Tuyền bắt đầu tìm cách chủ động tấn công với đối thủ trước. Những đòn đá chính xác vào vùng mặt Napanon giúp Kim Tuyền ghi điểm và tạm dẫn đối thủ 4-0. Sang hiệp thứ 3, thế trận chắc chắn tiếp tục được Kim Tuyền duy trì. Bên cạnh đó, Tuyền cũng tận dụng tối đa sự nôn nóng nên để lộ nhiều sơ hở của đối thủ để ghi điểm. Charanawat Napanon luôn cố gắng sử dụng các đòn đá cao vào vùng đầu để mong ghi được 3 điểm, nhưng chính điều này cũng vô tình khiến cô phải trả giá. Kim Tuyền có 2 pha ra đòn chính xác liên tiếp ở nửa cuối hiệp đấu để vươn lên dẫn 12-1. Trong những giây cuối cùng, võ sĩ Thái Lan tấn công dồn dập nhưng không lật ngược được thế trận. Cuối cùng, nữ võ sĩ của Việt Nam khép lại trận đấu với điểm số cách biệt 13-5, qua đó chính thức đoạt tấm huy chương vàng đối kháng hạng cân 46kg nữ. Như vậy, sau 6 năm kể từ tấm huy chương vàng của Nguyễn Trọng Cường vào năm 2012, Taekwondo Việt Nam mới tìm lại được tấm huy chương vàng đối kháng ở sân chơi châu Á. Điều đáng nói, thành tích này sẽ là bàn đạp tiếp thêm sức mạnh cho Kim Tuyền bước vào chinh phục tấm huy chương vàng ASEAN vào tháng 8 tới. Trước đó, một võ sĩ khác của Việt Nam là Phạm Thị Thu Hiền cũng thi đấu ấn tượng ở tứ kết để vượt qua đối thủ Hàn Quốc Kim Min Sun. Tuy nhiên, Thu Hiền không thể làm nên bất ngờ và đành chịu thất bại trước vận động viên của Trung Quốc và nhận huy chương đồng. Trong thời gian qua thì em và cũng các anh chị đội tuyển tập luyện rất là chăm chỉ cho cái giải đấu lần này. Thì qua kết quả lần này thì em cũng thấy rất là vui và thấy công tập luyện của chúng em có thể được đền đáp được phần nào. Và cũng rất là cảm ơn các thầy cô, các thầy cô anh chị, bạn bè và các anh chị em trong đội đó giúp đỡ nhau để em có thể đạt thành tích như thế này. Đây là một cái giải đấu cũng là rất là lớn trong khu vực, cũng là cái bước đệm để cho các em tham dự ASEAN ở Indo lần sắp tới ạ. Thì cái giải lần này cũng giúp cho em được cọ sát rất là nhiều và học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm. Nếu mà thi đấu ASEAN thì em phải đánh ở hạng cân 49, thì em phải tập luyện rất là nhiều và phải tại em còn rất là nhiều khuyết điểm, thì muốn thi đấu rất là tốt thì em phải tập luyện rất là chăm chỉ và khắc phục rất là nhiều điểm yếu của mình. Em thì đặt mục tiêu cho mình là phải cố gắng hết sức để có thể giành được cái tấm huy chương ở ASEAN và đặc biệt là tấm huy chương vàng.